Tiểu sử danh ca Nhật Trường nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ nhỏ, ông đã được gia đình cho theo học tại ngôi trường Ngô Đình Khôi. Năm 1958, cố nhạc sĩ đến Sài Gòn, trở thành một giáo viên trung học. Năm 1965, ông tốt nghiệp trường hạ sĩ quan. Phục vụ Cục Tâm lý Chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cố nhạc sĩ anh nhớ về thăm em bị chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấm hoạt động. Đến năm 1984, nhà nước cấp phép nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông từ chối làm việc dưới chế độ mới. Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Trần Thiện Thanh yêu ca hát, dòng máu âm nhạc cuộn trào trong ông từ khi còn bé. Phải giấu bố mẹ để được cất lên tiếng hát cho đỡ thèm. Ông từng nói, hồi nhỏ tôi thích ca hát lắm nhưng bố mẹ tôi không cho. Thế là tôi phải chờ đến ban đêm đợi bố mẹ đi ngủ rồi mới dám hát. Nhiều khi ban ngày thèm hát quá mà phải đợi đến tối, thấy ngày sao dài ghê nên tôi chọn tên Nhật Trường, có nghĩa là ngày dài. Sau khi tốt nghiệp tú tài, cố nhạc sĩ Ai Nói Yêu Em đêm nay kết hôn với bà Trần Thị Liên. Hai người cùng quê Phan Thiết, sau đó cả hai cùng chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ khi mới đặt chân đến Hòn Ngọc Viễn Đông vô cùng khó khăn. Khi bà Liên mang thai đứa con đầu lòng, hai vợ chồng càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Để trang trải cuộc sống, cố nhạc sĩ đành lòng bán đứt bản quyền ca khúc Chuyến Đi Về cho nhạc sĩ Mạnh Phát. Ca khúc gửi đến công chúng đã được nhạc sĩ Mạnh Phát sửa lại một chút và phát hành rất thành công dưới tên của mình. Sau đó, sự nghiệp nhạc sĩ cách mạng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt là sau khi ông làm việc cho Bộ Tham mưu. Năm 1965, ông thành lập ban tư ca Nhật Trường gồm ông và ba nữ ca sĩ như Thủy, em gái của ông, Vân Quỳnh và Diễm Chi. Giọng ca vang bóng một thời thường mặc lên mình bộ quân phục khi bước lên sân khấu hát về nhạc lính. Những sáng tác chủ yếu của cố nhạc sĩ là về tình yêu và tình lính. Trong thời kỳ đất nước phân tranh, nhưng âm nhạc của Trần Thiện Thanh không kích động thù hận, gay gắt phản kháng cách mạng hay u uất bi thảm. Những bài ca với giai điệu vui tươi, lãng mạn hóa đời lĩnh đã đưa vị nhạc sĩ già đến gần hơn với nhân dân. Cố nhạc sĩ của 16 Trăng Tròn từng giữ chức vụ trưởng ban văn nghệ của Đài Tiếng Nói Quân đội. Tên tuổi của cố nhạc sĩ bay lên cao thường được nhắc đến cùng với nữ nghệ sĩ Thanh Lan, nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc sĩ Anh Bằng. Năm 1970, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn giữ chức vụ điều hành trung tâm phát hành nhạc và thu băng mang tên Tiếng Hát Đôi Mươi. Trung tâm đã cho ra mắt khán giả thời bấy giờ 12 băng nhạc với chủ đề Nhật Trường. Cho đến nay, những sản phẩm này vẫn được giới mộ điệu âm nhạc tìm nghe và giữ nguyên được giá trị nghệ thuật của nó. Đường tình duyên đẫm lệ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng đường tình duyên của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không được như mong muốn. Năm 1975, cố nhạc sĩ chia tay với người vợ đầu tiên sau khi có với bà 6 người con chung. Năm 1975, Nhật Trường có khoảng thời gian tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với ca sĩ Kim Dung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không bền chặt khiến đường ai nấy đi. Cả hai có một người con chung tên là Trần Thiện Anh Chính. Năm 1993, Trần Thiện Thanh được nữ ký giả Nam Chân Bảo Lãnh sang Mỹ theo con đường kết hôn giả. Tuy nhiên, hành trình của cố nhạc sĩ tài năng tại miền đất hứa cũng gặp nhiều trở ngại. Ông và Nam Chân xảy ra mâu thuẫn khiến việc nhập tịch không thành công. Suốt hơn 10 năm, ông sống trên đất Mỹ trong tình trạng di trú giang dở. Mãi đến khi Trần Thiện Anh trương đủ điều kiện mới có thể bảo lãnh cho ông. Ông đã chuyển về chung sống với nữ ca sĩ Mỹ Lan trên đất Mỹ. Đây được coi như người vợ thứ ba của ông. Dù cho cả hai chưa từng đăng ký kết hôn,
ông cũng chung sống với người vợ cuối cùng này cho đến khi từ giã cõi trần. Có thể nói, Trần Thiện Thanh có cống hiến rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đầu. Ông hoạt động sôi nổi cả ở vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. Năm 2005, cố nhạc sĩ qua đời tại nhà riêng ở thành phố Westminster, quận Cam, California bởi căn bệnh ung thư phổi. Chỉ một năm sau khi ông qua đời, Trung tâm Asia đã thực hiện chương trình Nhật Trường Trần Thiện Thanh Anh Không Chết Đâu. Năm 2009, Asia tiếp tục thực hiện chương trình Nhật Trường Trần Thiện Thanh 2. Cho đến nay, hai chương trình này vẫn giữ vị trí kỷ lục về số lượng đĩa bán ra ở thị trường hải ngoại.